Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kim Tiến còn mạnh hơn cả Kim Tiền. Phụ nữ rắn nhất làm chính trị ở Việt Nam, đố ai quật cho được. Qua gần 2 nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã để lại nhiều tiêu cực, làm bất bình xã hội. Rất nhiều người dân chờ đợi ông Nguyễn Phú Trọng xử lý kỷ luật bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, nhưng dân cứ chờ, ông Tổng cho chờ dài cổ. Còn bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế thì lại nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Ông Nguyễn Thanh Long mới chạm vào chiếc ghế Bộ trưởng, mới ăn vố đầu tiên là phải vào tù mặc áo Juventus. Trong khi đó, trong hơn 8 năm làm Bộ trưởng, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã để xảy ra rất nhiều vụ việc tiêu cực, nhưng bà lướt sóng qua hết. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. Trong việc bệnh viện tiêm nhầm vaccine bệnh sởi tại Quảng Trị khiến 3 trẻ em tử vong vào tháng 7 năm 2013 và vụ viện thẩm mỹ phi tang xác nạn nhân, đã có ý kiến nêu gọi bà Tiến nên từ chức. Tuy nhiên, dư luận xã hội không thể lay được bà. Rồi kế tiếp là vụ thuốc ung thư giả, cụ thể là vào tháng 8 năm 2017 trong vụ công ty Việt Nam Pharma nhập khẩu thuốc điều trị ung thư giả, bị cáo Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc công ty Việt Nam Pharma đã xác nhận em chồng của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm phó giám đốc công ty này, phụ trách đầu tư. Vậy mà cấp phó của bà Tiến là Trương Quốc Cường bị bắt, còn bà thì vẫn bình chân như vậy. Sau khi kết thúc nhiệm vụ tại Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục nắm chức trưởng ban bảo vệ chăm sóc và sức khỏe cán bộ trung ương cho đến ngày nghỉ hưu. Vào ngày 4 tháng 11 năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kết quả kỳ họp thứ 8. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề xuất kỷ luật Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Y tế đã vi phạm các nguyên tắc hoạt động của Đảng, quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược và kỷ luật bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế. Tuy nhiên, kỷ luật chỉ là việc làm chiếu lệ vì bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã hạ cánh an toàn. Nếu không truy tố thì xem như bà Tiến không bị ảnh hưởng gì với án kỷ luật ấy cả. Đây là hình ảnh con trai bà Nguyễn Thị Kim Tiến, người mặc áo vest. Qua những gì sóng gió ở Bộ Y tế vừa qua, nhiều người ví von sức mạnh ngầm của bà Kim Tiến còn mạnh hơn cả Kim Tiền. Rất nhiều quan chức có nhiều tiền như Đinh La Thăng, Tất Thành Cang, Trịnh Xuân Thanh, Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long v.v. đều phải sổ khám. Tuy nhiên, bà Tiến thì vững như bàn thạch. Đã vậy, mới đây bà còn chạy trọt để con trai bà thăng tiến trong ngành y tế. Mới đây, cụ thể là vào ngày 27 tháng 7, con trai bà, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ. Quyết định về việc điều động ông Hoàng Quốc Cường, Phó Viện trưởng Viện Pasteur, Thành phố Hồ Chí Minh, được quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ký. Năm nay 40 tuổi, tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Quốc Cường đã tốt nghiệp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, có bằng thạc sĩ đại học tại Pháp và làm tiến sĩ ở Anh Quốc. Vào năm 2019, ông Hoàng Quốc Cường được bổ nhiệm làm Viện Phó Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và giữ chức vụ cho đến ngày hôm nay. Tuy con bà Nguyễn Thị Kim Tiến được học hành bài bản, nhưng trong xã hội không ít người cũng học hành bài bản như con bà mà không có cơ hội tiến thân như thế. Chỉ mới 40 tuổi mà nắm chức giám đốc sở được gọi là rất trẻ. Điều đặc biệt là ông Hoàng Quốc Cường chưa từng công tác tại Sở Y tế thành phố Cần Thơ. Sự thuyên chuyển này đã được cơ cấu hẳn hoi, mà điều đáng nói là người ký quyết định là bà quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Điều đó cho thấy quyền lực của bà Nguyễn Thị Kim Tiến trong Bộ Y tế còn rất lớn, dù bà đã về hưu. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người được cho là quá nương tay với bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. Một phụ nữ chỉ với cấp hàm bộ trưởng mà miễn nhiệm với án kỷ luật thì có thể nói bà Nguyễn Thị Kim Tiến là phụ nữ rắn nhất của hệ thống chính trị Đảng Cộng sản. Tại sao ông Tổng Trọng lại để yên cho bà cựu bộ trưởng này? Đây là một câu hỏi rất lớn. Phải chăng ông Tổng đốt lò có chọn lọc? Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tô chơi dại, chọc vỗ kết nửa, giờ kiến trào lên đốt Tô chủ tịch tứ phía. Bộ Công an Việt Nam nổi tiếng là vô trách nhiệm. Ở loại hộ chiếu cũ, rất nhiều người dân bị tình trạng không đề ngày sinh trong hộ chiếu.
Tuy nhiên vì lỗi này không đại trà nên không bị phỏng ánh thành một phong trào lớn. Lần này ông Tô Bộ trưởng để hộ chiếu không có nơi sinh trong mẫu mới và thế là vô trách nhiệm, nhưng có thể là thái độ ngạo mạn xem thường thông lệ chung của quốc tế. Chính ông Tô Bộ trưởng mang quân sang tận Berlin để bắt cóc người đưa vào Đại sứ quán Việt Nam sau đó trở về nước, thì đấy là hành động xem thường pháp luật quốc tế. Lần này thêm một lần nữa xem thường luật pháp quốc tế và thông lệ chung, chứng tỏ ông Tô Bộ trưởng sống và làm việc vô thiên vô pháp. Đây là hình ảnh hộ chiếu rắc rối, tác phẩm của ông Tô Đại tướng. Vụ cấp hộ chiếu nơi sinh bị Đức ách lại. Đức là nước có tiếng nói mạnh nhất châu Âu. Khi Đức lên tiếng thì ắt nhiều nước châu Âu khác cũng sẽ lên tiếng theo. Vấn đề là thời gian mà thôi. Vì điều mà phía Đức lên tiếng là điều đúng, nó phù hợp với thông lệ chung của cả khối châu Âu. Rõ ràng hộ chiếu thiếu nơi sinh là không đúng. Tuy nhiên phía Việt Nam đang chữa cháy bằng cách lệnh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tạm cấp giấy chứng nhận nơi sinh bằng tiếng Đức cho những người đang giữ mẫu hộ chiếu mới, nhằm hỗ trợ công dân được làm giấy phép cư trú và các thủ tục hành chính khác. Hiện nay, việc chữa cháy tạm thời chấp nhận được, nhưng cả khối châu Âu đều làm như Đức thì chữa bằng cách nào? Thực sự là rất khó, và chưa chắc các công sở của Đức sẽ chấp nhận những cái giấy tờ không có bảo mật như thế. Một số ý kiến còn cho rằng khi Đức không chấp nhận mẫu hộ chiếu mới thì nó còn có hiệu lực trên cả thế giới. Tức là những người sở hữu hộ chiếu mới của Việt Nam mà đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Và rất có thể sau đó là hiệu ứng domino. Lúc đó thì nhu cầu xác định nơi sinh rất lớn. Với lại người dân bị buộc phải đến đại sứ quán hay lãnh sự quán nước Việt Nam tại nước sở tại xác nhận rất phức tạp, tốn công, tốn của. Mẫu hộ chiếu mới này không những nó gây ra làn sóng tẩy chay của các quốc gia trên thế giới, mà nó còn gây ra sự phẫn nộ đối với người dân nào đang phải giữ tấm hộ chiếu này khi ra nước ngoài. Tại Việt Nam, nếu sống ở tỉnh lẻ cho đến Sài Gòn hoặc Hà Nội để làm việc với lãnh đạo sự hay đại sứ quán là một vấn đề khó khăn. Đằng này, người dân Việt Nam ở nước ngoài thì việc đi lại vất vả hơn nhiều vì khoảng cách càng xa hơn, họ cũng rất bận bịu công việc hàng ngày. Ví dụ tại những quốc gia lớn như Mỹ, Canada, Úc thì việc đến lãnh sự quán hay đến đại sứ quán chỉ để xin tờ giấy xác nhận là cực kỳ tốn kém. Đây là hình ảnh sau Đức sẽ còn quốc gia nào từ chối cấp visa cho loại hộ chiếu mới của Việt Nam hay không. Một sai lầm của ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an gây ra, giờ tình hình rất phức tạp, chẳng khác nào chọc vào ổ kiến lửa, để rồi đợi kiến trào lên đốt mình. Rồi đây sẽ có nhiều phản nàn về sự bất tiện của hộ chiếu mới, vì hộ chiếu này mới phát hành nên chưa gặp phản hồi nhiều. Với độ trễ vài tháng thì sự rắc rối ngày càng tăng khi có một nhiều quốc gia nữa sẽ làm như Đức. Mới đây ngày 20 tháng 7, Mỹ vừa thêm Việt Nam vào danh sách đen buôn người. Cùng với một số nước khác, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, dư luận xã hội cho rằng một vài tỉnh thành ở Việt Nam thường bị các nước phát triển đưa vào danh sách đen. Điều này khiến cho việc xét duyệt thị thực có phần gắt gao hơn đối với một số người có nơi sinh ở những vùng như thế. Đây là hình ảnh Tô Lâm đang tự gây rắc rối lớn cho mình. Hiện nay các nước như Mỹ, Úc, Canada là những nước mà người Việt Nam thích định cư hay đi du lịch, đi du học đều có danh sách của những tỉnh thành và dân sinh ra từ những vùng này có tỷ lệ ở lại rất cao, trốn không về lại Việt Nam và vi phạm quy định về thị thực. Khi đó, con cháu của quan chức bị các quốc gia này chặn visa gây khó dễ trong vấn đề lưu trú thì áp lực lên ông Tô Lâm ngày càng cao, chứ không hẳn là áp lực chỉ đến người dân. Ông Bộ trưởng Tô Lâm lần này quả là chọc vào kiến lửa thật sự. Hãy chờ xem kiến trào lên đốt ông Tô Bộ trưởng như thế nào.